Tiếp theo chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin tình hình dịch COVID-19 trên toàn thế giới. Và theo trang mạng thông tin thời gian thực worldometer.info thì tính đến sáng ngày 20 tháng 8, thế giới đã ghi nhận hơn 210,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 4,41 triệu ca đã tử vong. Và châu Á hiện nay cũng đã vượt xa các khu vực khác về số ca lây nhiễm với hơn 67.000 ca, còn với khu vực châu Âu là nơi đứng thứ hai trên thế giới với số ca mắc là 53,8 triệu ca. Con số này ở Bắc Mỹ là 45,7 triệu ca và ở Nam Mỹ là 36,4 triệu ca. Phần lớn người dân tại Mỹ sinh sống tại những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 cao, nhưng tỷ lệ nhập viện và tử vong đặc biệt cao hơn tại các bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC của Mỹ, gần 93% dân số Mỹ sống tại khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao. CNN đã tiến hành phân tích dựa trên các dữ liệu liên bang, so sánh giữa hai nhóm gồm 10 bang có tỷ lệ tiêm phòng thấp nhất, tức là chưa đến 41% cư dân được tiêm phòng đầy đủ, và 10 bang có tỷ lệ tiêm phòng cao nhất, tức là hơn 58% cư dân đã hoàn thành các mũi tiêm cần thiết. Kết quả phân tích cho thấy nhóm đầu tiên có tỷ lệ nhập viện vì COVID-19 cao gần gấp 4 lần và tỷ lệ tử vong cao gần gấp 5,5 lần so với nhóm còn lại. Ngày 19 tháng 8, Viện Dịch tễ Robert Koch của Đức cho biết trong những tuần qua, số trường hợp xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính ở nước này đang gia tăng. Viện trên khẳng định đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy làn sóng bùng phát mới của đại dịch COVID-19 đã bắt đầu ở Đức. RKI đánh giá nguy cơ rủi ro cao về sức khỏe đối với những người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ các mũi vaccine phòng bệnh. Kể từ đầu tháng 7, tỷ lệ nhiễm bệnh ở những người thuộc nhóm tuổi từ 10 đến 49 bắt đầu gia tăng, trong bối cảnh biến thể Delta dễ lây lan, chiếm hầu hết số ca nhiễm mới. Một số bang của Ấn Độ đang gấp rút bổ sung giường bệnh nhi và bình oxy y tế do lo ngại trẻ em trở lại trường học mà không được tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đợt lây nhiễm thứ ba. Các cơ quan y tế Ấn Độ đang thận trọng trước thông tin số trẻ em nhập viện vì COVID-19 tại Mỹ tăng cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh biến thể Delta đang lây lan nhanh chóng ở những người chưa tiêm chủng. Được xây dựng trên khu đất trống hoặc trong các sân vận động, các cơ sở điều trị ở Mumbai có tổng cộng 1.500 giường bệnh nhi, hầu hết được trang bị hệ thống oxy. Giới chức Mumbai cho biết chính quyền thành phố có thể tăng gấp đôi số giường bệnh nhi trong trường hợp cần thiết. Bộ Y tế Philippines ngày 19 tháng 8 ghi nhận 14.895 ca mắc mới COVID-19, mức cao thứ hai kể từ khi bùng phát dịch ở nước này. Tổng số ca mắc tại nước này đến nay là 1,79 triệu ca, trong khi số ca tử vong đã tăng lên 31.881 ca sau khi ghi nhận thêm 258 ca. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque cho biết nước này quyết định chi 45,3 tỷ peso, tương đương 899 triệu đô la Mỹ từ ngân sách năm 2022 để triển khai chương trình tiêm chủng liều tăng cường cho người dân. Động thái này diễn ra ngay cả khi giới chức y tế Philippines chưa đưa ra quyết định có cần tiêm mũi thứ ba hay không.